Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn giao tiếp giữa con cảm biến ánh sáng, đó là đây là cái con quang trở với MSB430G2553 và cái đọc cái giá trị cường độ ánh sáng lên hiển thị lên màn hình LCD 16x2. Thì đây là cái thông tin liên hệ của mình, thì đây mình có để lại cái địa chỉ Gmail và Facebook và mình là các bạn. Thì cái sơ đồ kết nối phần cứng thì gồm có là B1.1 thì kết nối với GS, B1.3 thì kết nối với chân E, và ở đây mình ghi hiếu các bạn, GND. GND thì kết nối với EGW kép để mình seal lại. Và chân B1.4 đến B1.7 thì kết nối với D4 với từ D4 đến D7 trên LCD 16x2. Và cái ngõ ra của con cảm biến ánh sáng á, thì mình sẽ kết nối với B1.2. Và ở đây mình không sử dụng cái còi nha các bạn, mình xóa nó đi luôn. Và cái đó mình đây mình sử dụng cái bộ cấp nguồn nghiêng, nên mình cái nguồn mát của con MP430 và cái mát của cái nguồn thì mình phải chung mát với nhau. Và cái đợt mình vào mình hay báo hư diện thì input cái hư diện MP430G2553.h và cái hư diện stereo.h và một cái hư diện LCD đó là 16x2.h. Thì mình khai báo cái giá trị ngay chỗ này là mình cho chọn cái kiểu là integer ánh sáng và giá trị vô dòng lập quay. Thì dòng lập này thì mình đầu tiên thì mình khởi động chip ngay chỗ này nè các bạn, khởi động chip và đầu tiên mình sẽ khởi tạo cái LCD và mình xóa cái LCD, sau đó mình in cái chuỗi. Thì LCD go to 01 đó là cái vị trí mà con chó bắt đầu in cái chuỗi đầu tiên, và cái hàng ở đây mình ghi số 1 là hàng thứ 0 và cái số 2 là hàng thứ nhất, là cái hàng mà nằm phía sau cái LCD á. LCD có hai hàng. Thì cái hàng đầu tiên thì mình sẽ in ra cái này, chuỗi này, và cái hàng thứ hai á thì mình sẽ in ra chuỗi chào các bạn, và cái chữ C này nó bắt đầu ở vị trí thứ hai và hàng thứ hai, và mình sẽ cho delay 10 giây. Sau đó mình sẽ xóa màn hình và mình sẽ in cái chuỗi là ở hàng 1 và cột thứ nhất là shop Song Phú, và cái này là cái vị trí tương không, và cái hàng thứ hai thì mình sẽ in ra cái Zalo và số điện thoại. Sau đó mình delay và mình xóa, và cái kênh YouTube và đam mê điện tử và cái welcome này thì mình in cái chuỗi nó bị ngược các bạn, nên mình đổi lại trong cái code là 5.1 thì mình sẽ in chuỗi welcome, là chữ welcome nó nằm ở trên, còn cái đại học Cần Thơ á thì mình sẽ cho nó nằm ở hàng thứ hai, rồi mình sẽ delay, sau đó mình xóa. Thì mình sẽ in và mình xóa vậy thôi, các bạn muốn in sao thì cũng được, in cái chuỗi gì cũng được. Và tới chỗ này thì mình sẽ in cái chữ ánh sáng, hoặc mình sẽ in cái chuỗi là ADC, và mình sẽ in ra hai cái dấu gạch này để mình ngăn cách giữa ánh sáng và giá trị ánh sáng và cái phần giá trị của ADC của cảm biến độc quyền. Và mình sẽ vô dòng lập quay, thì mình sẽ bật cái bộ ADC 10 lên và mình sẽ delay, do mình chọn cái bọt là B1.2. Mình đọc giá trị, nên mình sẽ chưa có đọc cái cường độ ánh sáng. Mình sẽ xem lại. Và hôm nay mình sẽ chọn là cái bit 2, là cái bộ ADC 10 AE0, mình sẽ chọn là cái bit 2. Thì cái mình giá trị mình chuyển đổi là mình sẽ lấy 100 trừ cho cái giá trị ADC 10 men độc quyền và trừ cho 90 và mình chia cho 9.2. Thì cái số này thì mình calibrate được từ cái cảm biến thực tế, và mình sẽ in ra cái vị trí thứ nhất và hàng thứ hai, là mình sẽ in ra cái giá trị ADC 10 men và mình in giá trị ánh sáng, sau đó thì mình sẽ in giá trị phần trăm. Thì cái chương trình mình đơn giản vậy thôi, và mình sẽ
biên dịch chương trình. Sau khi mình biên dịch chương trình thì chương trình mình là không lỗi và không cảnh báo. Giờ mình sẽ mở cái camera lên để cho các bạn quan sát. Mình đã vừa mở cái camera lên các bạn. Giờ mình sẽ biên dịch chương trình và mình nạp xuống code, nạp xuống cái bo. Thì cái cấu hình cái đoạn code trong cái này như thế nào thì mình đã làm những video trước rồi. Thì muốn nạp vô bo thì các bạn chọn vào đây nè, debugger thì các bạn chọn vào fetch debugger và chọn cái dòng chip. Và mình sẽ nạp xuống bo các bạn. Các bạn chọn vào download and debug. Sau đó các bạn chọn, một là các bạn bấm vô đây, hai là các bạn gõ viết tắt là F5. Thì các bạn quan sát dưới LCD thì nó đã hiện là cái dòng chữ rồi các bạn. Điện tử Song Phú và chào các bạn. Thì do mình delay thời gian khá là lâu nên cái màn hình LCD nó chảy cũng khá là lâu các bạn. Giờ mình có một cái vít nè, giờ mình sẽ thay đổi cái độ tương phản của màn hình LCD này bằng cách mình sẽ thay đổi cái biến trở này thì mình sẽ thay đổi được cái độ tương phản. Đây là mình sẽ thay đổi cái độ tương phản của con biến trở này nha các bạn. Khi mình dặn lên thì nó hoặc là mình tăng giảm độ biến trở chả thì cái màn hình LCD nó sẽ hiện nè. Khi mình tăng quá thì nó hiện màu đen luôn, không thấy. Còn nhỏ quá thì nó tắt luôn. Giờ mình sẽ để cho nó vừa nha các bạn. Như các bạn quen chỉnh biến trở sao mà hiện gõ cái chữ của các bạn in lên LCD là được. In chuỗi lạnh, đồ án cảm biến ánh sáng. Đó, hiện tại cái giá trị đọc được của nó là IDC của mình là 208 hoặc 212 và cái phần trăm ánh sáng là 86%.
Thì mình giới thiệu cho các bạn đây là con cảm biến ánh sáng, hay là con hay gọi cách khác là LDG các bạn, Light Diode Detector. Thì con cảm biến này khi mà các bạn che lại thì cái cường độ ánh sáng nó sẽ, giá trị ADC của nó giảm, và cái đây là các bạn, thì cái giá trị ADC của nó là 177%, phần trăm ánh sáng của nó là 90%, do mình đang ở ngoài, do mình có bật đèn lên nó có ánh sáng nên nó 90%. Giờ mình sẽ dùng tay mình che lại nè. Khi mình che lại thì cái giá trị ADC đọc dời nó sẽ cao lên là 700, 800, thì cái phần trăm ánh sáng nó sẽ nhỏ lại. Giờ mình bỏ cái tay ra nè, đó, thì cái giá trị cường độ ánh sáng nó khoảng 90%, thì mình sẽ che lại. Thì phần trăm ánh sáng nó nhỏ đi thì cái giá trị ADC của nó sẽ tăng lên. Thì giá trị ADC và cái phần trăm ánh sáng nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Thì mình sẽ che lại luôn nè. Khi mình che lại, thì mình để gần. Thì cái video hướng dẫn cho các bạn lập trình ND430 giao tiếp với cảm biến ánh sáng và hiện cái giá trị cường độ ánh sáng lên cái màn hình LCD của mình đến đây xin kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.